giờ tiền trăm mẹ nữa, tiền gốc nữa, tiền chắc năm mấy chục. Đây gốc của nhà xấu tí mà cứ 15 thì mấy gì. Mấy chục triệu rồi. Với đồng đại này mấy chục triệu, trăm triệu là có. Trăm triệu là thừa. Gốc bò chứ hả? Ô trời. Gốc đảo. Gốc như cây cũng thúc. Cá hồi trên đấy bán mấy cân không? Mấy bà bọc máy của em á. Làm cái yến về ăn dần. Làm tạ chứ làm cái yến. Đúng. Thế ở trên này cá nó mà bán với 200 yên cân thì không bằng ở siêu thị thì về siêu thị mua. Bán đắt hơn siêu thị. Bán đắt hơn. Bán đắt hơn thì về siêu thị mua chứ không tự tươi hơn. Đây đi du lịch. Đây chú đá với nhà cây à. Thôi, đầu thay bản chữa đi. Cá hồi vườn đào. Nuôi chắc là nuôi bò chạy giống. Ủa. Trên là cháu cỏ như quả dại á, toàn được cỏ trên mỹ toàn cỏ cao đúng không? Không, cỏ cũng không cao nhưng mà chưa chăm sóc đâu. Bòi. Kiểu hơn đang để cho đất không hoang á. Sau này TH trong mưu đó mình tha hồ lên ngắm bò. Đi gà đấy, mà đi đằng